Linh mục Đặng Hữu Nam bị thành viên hội Cờ Đỏ dọa giết, tin đến từ Nghệ An. Linh mục An Tôn Đặng Hữu Nam cho hay, ông đang bị một thành viên hội Cờ Đỏ ở Nghệ An dọa giết. Đài BBC hôm thứ Tư dẫn lời Linh mục Nam cho hay, kẻ dọa giết ông là Lê Đình Thọ, hội trưởng hội Cờ Đỏ xóm Quỳnh Khôi, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành. Ông Thọ đã ba lần đột nhập vào nhà thờ giáo xứ Mỹ Khánh, nơi Linh mục Nam đang quản nhiệm, và đe dọa giết ông. Linh mục Nam cho biết vào những ngày trong tuần thì giáo dân thường có những hoạt động đọc kinh và cầu nguyện tại nhà, cho nên nhà thờ thường vắng người. Ông Thọ biết lịch làm việc của nhà thờ nên thường đột nhập lúc chỉ có một mình Linh mục Nam trong nhà xứ. Theo Linh mục Nam thì ông Thọ đã ba lần chửi bới và lớn tiếng nói sẽ đoạt mạng ông ngay trong khu nhà xứ. Một lần thì ông Thọ dọa giết linh mục giữa lúc đang có một lớp học thánh kinh của trẻ em trong nhà thờ, khiến cho các em sợ hãi bỏ chạy ra sân. Theo linh mục Nam thì ông Thọ cũng phát ngôn công khai như vậy nhiều lần tại những nơi công cộng. Linh mục Nam nói lý do khiến cho ông bị dọa giết là vì ông đã lên tiếng từ nhiều năm qua về gánh nặng thuế phí đè lên đầu người dân ở đây. Hôm thứ Tư, đài BBC dẫn lời ông Nguyễn Đào Quý, chủ tịch xã Khánh Thành, nói rằng ông biết sự việc Linh mục Nam kêu cứu. Ông Quý xác nhận là nhóm thành viên của hội Cờ Đỏ của ông Thọ có vào nhà thờ, nhưng họ chưa có hành động gì.